những cái câu mà nằm trong chương 2 á. Chương 1 thì mình cũng đã lướt qua rồi, bây giờ còn chương 2. Những cái câu nè, ví dụ như là câu số 6 này cũng rất là bình thường thôi. Thì những câu này thì nên tự làm được hết. Hàm lũy thừa nè, mũ nguyên âm nè, mũ không nguyên nè. Đó, những cái đó thì tự làm được. Bây giờ thì chỉ xử lý một vài câu hơi lạ lạ khúc sau. Nói vậy thôi chứ mà làm không kỹ là em cũng dễ sai lắm. Nhưng đạo hàm này em sẽ thấy là đạo hàm của chương 2 hỏi rất là nhiều luôn nè. Một câu đạo hàm nè, câu đạo hàm nữa nè, đạo hàm của hàm mũ, đạo hàm của còn căn, đạo hàm của hàm lóc, đạo hàm của căn nè, thấy không? Hỏi khoảng 4-5 câu tính đạo hàm nên là em phải học ở mức đạo hàm của hàm số mũ, hàm chứa căn với hàm loga, học kỹ vào có tới gần một điểm, hỏi công thức đạo hàm thôi. Sau đó nè, có câu về phương trình mũ nè, phương trình mũ đặt t, phương trình loga đặt t đó, tự học là mấy cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm một vài câu lạ lạ tí. Đó là câu số 30. Những câu như thế này thì nó nằm ở cái mốc là 6 điểm. Nhưng mà nó vẫn là dễ chứ không có khó, vẫn dễ. Vẫn dễ là tại vì mình dùng máy tính được. Bây giờ các em có thể dùng máy tính thì cho khoảng 1 phút để em làm câu 30 này thử. Có đáp án thì comment vào ô chat này. Dùng máy tính có nghĩa là chúng ta cái việc chọn thôi. Chọn A bằng số 2, B bằng số 3. Rồi thực hiện biểu thức đó. Một phút ha. Còn lọc được đáp án C, những bạn khác thì sao? Mình cũng phải tự thực hành được. Một phút. Thì nó nằm trong đề thi học kỳ nên là chúng ta bắt buộc phải làm. Câu này mà em ngồi mà em biến đổi theo công thức thì chắc cũng là rất là vất vả. Thì cái việc cho A là một số, B là một số. Rồi nhập y chang cái đề bài nè, 2 trừ 3 chia cho 2 cộng A là 2, B là 3. Kết quả là 1,161. Xin lỗi, 1,163, 1,163 rồi thử câu C bằng lọc, nói là câu C phải không? A là 2, B là 3. Giống nhau thì chọn. Vậy đúng không lọc? Dạ em ra được câu B thầy ơi, mà nhắn tin nó lại ra nó lại chọn câu C thầy. Vậy là câu C không đúng, bằng lọc nói câu B, chỉnh lại câu B. A bình nhân cho B ở đây là 3 bình, 1,163. Những bạn khác thao tác được chưa?
thao tác được cho danh Dạ được thầy. ra anh. À, những cái câu như thế này thì mình dùng máy tính được thì mình cứ dùng thôi, cũng không ép thì em. Tiếp theo câu số 40. Không biết còn nhớ công thức hay không nè. Câu 40, một công ty thành lập năm 2015. Tổng tiền để trả năm 2015 là 500 triệu. Mỗi năm thì tăng thêm 9% tổng số tiền phải trả nữa. Hỏi đến khi nào thì đến 1 tỷ. Bạn nào còn nhớ công thức của lãi suất kép không? Không nhớ thì lật tập lại đọc cho thầy công thức đó. Tìm công thức về lãi suất kép và đọc. Có ai thuộc không? Ngọc Anh tìm thầy vô đây, tìm công thức lãi suất kép. Dạ t bằng a nhân với lại một cộng r tất cả n. Đúng rồi. Đó, những cái bài này chúng ta bắt buộc phải thuộc công thức T bằng A 1 cộng R tất cả mũ N. T này là tiền lúc sau. Bây giờ sẽ thế chỗ này là nhiêu đây Ngọc Anh? Dạ là 500 triệu. 500 triệu là tiền lúc đầu rồi. 500 là lúc đầu rồi. Chúng ta có là 9% này. Đọc hết đề bài năm đầu tiên để tổng số tiền là 1 tỷ. Vậy T ở đây là tiền lúc sau, vậy lúc sau là bao nhiêu? Ừ, 1 tỷ, 1 tỷ mình sẽ ghi đúng là 1 tỷ là chín số 0. A là 500 triệu. A là tiền ban đầu 500 triệu, 500. R là 9%. Ừ, R là 9%. Còn N là cái mà mình sẽ cần đi tìm, là mình đặt chữ X. Rồi bấm shift show cho thầy đi, X sẽ bằng mấy? Bấm cho thầy luôn người ta. Là 8,04. 8,04. Mình là tính từ 2015, vậy đến năm bao nhiêu? Đến năm 2015 cộng cho mấy? Bây giờ cộng cho 8 năm hay cộng cho 9 năm? Nhớ không? 8 hay 9? Mình sẽ cộng cho 9 năm. Thời gian là mình sẽ làm tròn lên, nhớ nha. Có nghĩa là gì? 8 năm một ngày nó cũng sẽ chuyển thành năm thứ 9. Thời gian á là sẽ làm tròn lên. Chỉ có tiền là làm tròn xuống thôi. Lúc nào gì cũng vậy, mình vào ngân hàng thì mình nó luôn luôn vậy. Người ta luôn luôn làm tròn tiền của mình, làm tròn số, nhưng mà thời gian người ta luôn luôn đẩy lên càng nhiều càng tốt. Đó, những câu như thế này thì chịu khó thuộc công thức lãi suất. Rồi, thế đúng từng đơn vị và nhớ là thời gian là làm tròn lên.
Tiếp theo nè. Câu số 44. Ghi đề bài đây là thầy sẽ phân tích cái hướng cho nè. Bây giờ đầu tiên khi gặp phương trình logarit là chúng ta sẽ làm cái gì trước? Xét điều kiện đó thầy. Chính xác, đầu tiên là điều kiện. Cứ điều kiện trước cái đã, nói rất là đúng. Thầy muốn thì em phải là người tự đưa ra những cái đó. Dạy hết rồi, bây giờ đến lượt ôm thì mình phải là người đưa ra điều kiện nè. Ở đây có ba cái có chứa loga là ba cái đều lớn hơn không, chữ m này cũng lớn hơn không luôn, chuyển qua là x sẽ lớn hơn mấy nè, lớn hơn mấy chỗ này vậy Hồng Ngọc? Dạ thưa thầy là lớn hơn 1/8. Đúng rồi, lớn hơn 1/8. X lớn hơn 1/8 thì chắc chắn bình phương của nó sẽ lớn hơn không, nên chỗ này mình khỏi cần làm cũng được. X lớn hơn 1/8 thì 1/8 bình phương là lớn hơn không. Rồi sau khi điều kiện xong, hướng kế tiếp làm cái gì vậy? Các bạn nào cho ý tưởng gì không? Mình phải có ý tưởng mình mới làm được. Sau khi điều kiện xong thì đối với loga hay đối với mũ á, chúng ta phải để ý đến cái gì, sau cái điều kiện thì đến cái gì. Bạn nào nhận xét được không? Cô lập M là đúng rồi đó, nhưng mà trước khi cô lập M phải còn một cái gì đó nữa. Cơ số này. Đúng rồi, cái cơ số đúng rồi, đúng rồi. Các bạn nói chính xác rồi đó. Mình phải để cho nó cùng cơ số cái. Trong cái lập luận của chúng ta là phải để cùng cơ số. Thầy muốn bây giờ thì em phải nói nhiều hơn thì em tự nhớ, thay vì là thầy cứ nói thì em sẽ hơi quên, nhưng mà nếu mà em tự nói được thì em sẽ nhớ. Vậy là cái này cơ số 2, này cơ số 4 thì phải đưa về cùng cơ số 2. Bốn là hai bình phương. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý số 2 này với số 2 này. Hai cái mũ này đem ra ngoài thì nó sẽ là
cái này đem ra là nhân, cái này đem ra là chia, vậy là mình sẽ có 2 phần 2. 2 phần 2 vậy là nó coi như nó là 1 luôn rồi đó. Kịp không? 2 phần 2. 2 số mũ nó đem ra ngoài là 2 phần 2. Rồi, đến bây giờ là cứ phải biến đổi từ từ đó. Bây giờ bỏ lóc được chưa? Bỏ lóc được chỗ này chưa? Bỏ được chưa Đào? Theo em á, bên trái có lóc, bên phải có lóc, mình đã bỏ được cái lóc này chưa? Đến bây giờ bên trái nó có hai cái lóc nên mình bỏ chưa có được. Mình phải cho nó thành một cái lóc, nghĩa là chúng ta phải định hướng nè. Định hướng có nghĩa là chúng ta phải chuyển làm sao cho thành lóc của Fx bằng lóc của Gx. Nghĩa là bên trái có một cái lóc, bên phải có một cái lóc. Vậy bây giờ bên trái nó đang có hai cái, vậy chuyển sao cho nó thành một cái vậy Đào? Hay là lấy tám x trừ một chia cho x Đúng rồi, chính xác. bằng m. Từ từ, thầy đã ghi như thế này. Đó, sau đó mình mới bỏ lóc. Đó là mình sẽ có lóc Fx bằng lóc Gx, thì tương ứng hai bên như thế này mới bỏ. Và đến bây giờ mình mới bỏ lô ra được. Chứ mà ngay bước trên đây mà mình bỏ là mình sẽ sai nha. Đó, vậy là đã cô lập được rồi đó. Nè, đến đây là đã cô lập rồi nè. Đề bài muốn là gì? Có nghiệm thôi. Sau khi cô lập rồi thì cái công việc kế tiếp là sẽ làm cái gì? Thầy muốn, tụi em phải tự nói được. Sẽ làm cái gì tiếp thôi? Thầy là bảy đứng bảng biến thiên, muốn có bảng biến thiên là chúng ta phải có cái thao tác gì của cái này? đạo hàm Đạo hàm, đúng, phải đạo hàm. Đặt cái này là vế trái nè. Bạn nào đạo hàm cho thầy chỗ này, coi chừng đạo hàm không được hết chứ. Đạo hàm kỹ nha. Bạn đạo hàm, bình tĩnh đạo hàm thôi. Duy đạo hàm cho thầy Duy. Thầy kêu em thầy. Đạo hàm cho thầy đi. Dùng quy tắc AD trừ BC thôi, không có gì cao siêu đâu. AD trừ BC chia mẫu bình phương. Tám nhân cho mấy nè? Tám nhân cho Tám ít bậc thầy. AD 8 chia phải 8 không? 8 hay là mấy? A là mấy nè? Hay là A là 8, B. B là 1, chưa 1 này, Rồi C. C là 1 này. Còn D bằng Dạ, D bằng 1 luôn thầy. D D bằng 0 thầy. em có vậy là AD là thành mấy nè? AD là bằng 0 thầy. Rồi trừ cho BC. Trừ BC là bằng bằng BC, BC là bằng trừ 1 thầy. Vậy nó thành gì luôn? Cái thầy là bằng bằng 1 phần x bình thầy. Đúng rồi. Em phải kỹ mấy cái đạo hàm này nha. Đạo hàm này phải kỹ. A nhân D là 0, B nhân C là trừ 1. Nhưng mà thêm công thức dấu trừ nữa nên nó thành cộng.
Vậy là chúng ta có đạo hàm là 1 chia cho x bình phương. 1 chia x bình phương mang dấu lớn hơn không? Bạn Nguyễn Thiền. Tại vì 1 chia x bình không có bằng không được. Bây giờ bạn Nguyễn Thiên này điện sao đây? Đi từ mấy tới mấy, một bạn nào đó nói cho thầy thử nha. Đi từ mấy? Có phải đi từ trừ vô cực không? Tại sao là 1 phần 8 vậy nào? Dạ, ở trên là cái điều kiện x phải lớn 1 phần 8 này. Đúng rồi, anh bật Miro nói luôn đi, có phải chat gì cho nó cực không? Nè, cái điều kiện của mình là x lớn hơn 1 phần 8 nè. Vậy là phải lấy cái điều kiện này lắp xuống, chứ mà không lắp xuống là mình sẽ bị sai các bạn Nguyễn Thi. Rồi, 1 phần 8 cho đến dương vô cực. Đạo hàm mình là 1 chia x bình dấu cộng từ dưới đi lên. Đó, bây giờ bắt đầu thế đi, 1 phần 8 thế vào đâu? Những chỗ này là em phải là người quyết định, chứ đừng để thầy phải làm nữa. 1 phần 8 thế vào đâu vậy Minh Ngọc? Đây là thế vô ít. Thế vô cái nào đâu, em đọc cái biểu thức em sẽ thế cho thầy. Đây là 8 trừ 1 phần ít. Chính là cái đóng khung với trái mà thầy đóng màu xanh này phải không? 8x. 8x trừ 1 phần x. Rồi, thế cho thầy đi. Đây là CLC 1 phần 8 này. Một phần tám được là không, chỗ này được số không. Rồi cộng vô cực thì sẽ bấm sao? Hay là mười mũ tám. Mười mũ tám. Mười mũ tám hay mười mũ mười cũng được chứ. Mười mũ tám cũng được. Kết quả được 7,99 này. Là số mấy ở đây luôn? Số 8. Đúng rồi, số 8. Vậy người ta muốn là có nghiệm, có nghiệm. Vậy cái M của mình nè, cái M của mình sẽ nằm ở giữa để nó cắt. Đó, vậy là chúng ta sẽ có M lớn hơn 0, bé hơn 8. Thì nó sẽ cắt, nó cứ cắt là nó sẽ có nghiệm. Đó, vậy là chúng ta sẽ được M các số nguyên là 1 cho đến 7. Từ 1 tới 7 là có 7 thành số. Bạn rất là hay nhá, rất là hay từ gì? Từ điều kiện cho đến cùng cơ số cho đến cô lập. Bạn rất là hay.
thầy muốn bây giờ các em phải chịu khó là cái người tự tìm như thế này, mình cứ mạnh dạn thôi, mình không mạnh dạn là sau này mình gặp lại mình không nhớ nổi. Đó là câu 44. Cái hướng cô lập cũng rất là rõ. Nhớ là cố gắng mấy câu như vậy. Để chúng ta tiếp. Trong đó có thêm câu nữa, đó là câu 45. Đó, câu 45. Cũng là số giá các giá trị nguyên để cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Bài này là hai nghiệm nha. Các bạn nào có ý tưởng cho bài này không? Đề bài cho là x cộng 2 bằng m nhân e mũ x. Có hai nghiệm. Mình có một vài ý tưởng như là cô lập rồi đặt T rồi delta gì đó. Ở đây mình sẽ đi theo đường nào vậy? Đặt T thầy. Mình sẽ đặt T bằng cái gì? Cứ thử, cứ nói thử. Thường mình chỉ có hai tình huống là đặt T bằng mũ hoặc đặt T bằng loga. T bằng n ngoài nhân y mũ x trừ giá 2 á thầy. Nếu như vậy có nghĩa là mình chuyển vế mà hết là chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta cũng đứng luôn, đặt xong rồi mình cũng không có làm được. Thường đặt T á, mình sẽ làm những bài toán như là A mũ X thì mình có T bình là A mũ 2X hoặc là đặt T bằng loga. Đó. Thì thường là nó xuất hiện những bài này. Sao lộn thầy ơi, đặt Y á, đặt Y bằng cái hồi nãy xong rồi tính Y phải. Đặt y xong tính y phải. Đặt y xong tính y phải xong rồi làm gì tiếp? Xong rồi mình lập bảng biến thiên đó thầy. Thật sự là y rồi y phải rồi bảng biến thiên. Trước những cái việc mà em làm á, nó phải có một cái gì đó trước nữa mới tính đạo hàm rồi mới tính bảng biến thiên. Trước mấy cái đó nữa phải có một cái chuyện quan trọng nữa là mới tính đạo hàm, mới tính mấy cái kia. Chuyển qua nguồn quế cho cái đó bằng cái đó rồi đó. Hai chữ thôi. Hai chữ thôi, đó là chữ hai chữ gì? Điều kiện đó. Không, không cần điều kiện. Điều kiện ở đây mũ mình không cần điều kiện. Hai chữ thôi, còn hai chữ nữa. Hai chữ nữa.
hai chữ mà thường thầy rất là hay nói. Hai chữ gì? Cô lập nữa. Ừ, cô lập đó. Mình phải cô lập trước. Mình phải cô lập trước rồi mình mới làm những cái chuyện khác. Tại vì ở đây nè, không thể nào đặt được. Bây giờ mình không đặt được, đặt T thì phải có T bình gì đó. Thì mình phải là cô lập. Ở đây bài toán nó nói rõ nè, nghiệm. Nghiệm là nè, em M có khả năng đứng riêng một mình được. Vậy là phải cô lập trước phải đã. Giống như trên đây nè, ý tưởng là cô lập. Vậy ý tưởng lớn nhất của mình là gì? Cô lập. Sau đó là đến đạo hàm. Cô lập xong xuôi rồi mới đến đạo hàm. Xong mới đạo hàm bằng không. Rồi mới đến bản biến thi. Còn bài này thì điều kiện là chưa. Tại vì chỉ có loga mới có điều kiện của ít thôi. Này vậy không có điều kiện. Vậy chúng ta đi cô lập nè. Em nhớ nhớ cũng sao rồi. Nhưng mà thầy sẽ bổ sung. Đầu. Cô lập nghĩa là mờ đứng riêng mình. Cái E này đem qua hành cách chia. Rồi bình thường là thầy hay đặt cái chữ này là chữ vế trái nè. Em tiến hành đạo hàm cho thầy đi. Đạo hàm này theo quy tắc là U chia V. Đó, rồi đạo hàm một tí đi. Giờ muốn này phải thuộc công thức đạo hàm. Nếu mà không thuộc đạo hàm là cũng bó tay thôi. E mũ x đạo hàm thành gì? Nếu không nhớ thì lập tập ra tìm. Chúng ta học mà chúng ta không nhớ thì chúng ta phải đi tìm. Thì như vậy chúng ta mới tiến bộ được. E mũ x đạo hàm sẽ ra cái gì vậy Mỹ Ngọc? Dạ thầy, E mũ x đạo hàm ra làm một. Bạn nào nhớ không? Phương vi E mũ x đạo hàm là gì nhớ không? Phương vi. Dạ em một bằng em mũ x luôn thầy. Em mũ x đạo hàm là bằng, coi lại trong tập lần nữa, em mũ x đạo hàm bằng gì luôn. Phải nhớ bằng nhớ em mũ x đạo hàm là bằng em mũ x đúng rồi. Rồi em mũ x đạo hàm bằng chính nó. Đây là một cái hàm đặc biệt, em mũ x đạo hàm bằng chính nó. Rồi bây giờ u chia v nè u phẩy nhân v trừ v phẩy nhân u chia cho V bình phương. Đó, những cái nền tảng cơ bản nhất là mình phải nắm được thì mình mới làm. Chứ bây giờ mình định hướng được rồi. Định hướng là cô lập bản biến thiên. Nhưng mà bây giờ không nhớ đạo hàm thì cũng thua, đâu có còn cách nào nữa. Không nhớ đạo hàm là chỉ có tập thôi. Nên phải học công thức đạo hàm. Nhất là chuẩn bị bước sang chương 3. Là cái chương nguyên hàm thì phải thuộc đạo hàm thì mới làm được. Rồi bây giờ đạo hàm nè, x đạo hàm là 1 nên cái này thì vẫn thành e mũ x. Cái này cũng vậy, e mũ x đạo hàm thành chính nó.
Bây giờ là ta gọi là rút nhân tử chung. Nhân tử chung ở đây có e mũ x là cái nhân tử chung. Kéo e mũ x ra thì sẽ còn lại gì? Còn lại gì? Chỗ này đọc cho thầy ghi đi Chí Hào. Dạ thưa thầy là ít em mũ x nè, chỗ này em mũ x mình lấy em mũ x đi rồi thì còn lại chữ gì, còn lại số gì thôi? Dạ số 1. Đúng, sau đó đến dấu trừ. Chỗ này lấy em mũ x đi rồi thì còn lại gì? Dạ số 1 luôn thầy. Không, còn lại cái này nè, cái đuôi này nè. À, x cộng 2. Nhưng mà nó dính dấu trừ thì nó sẽ thành dạ trừ 2. Đó, rút nhân tử chung là mà rút nhân tử chung là gì? E mũ x đứng riêng một mình lấy ra thì còn lại số 1. Còn cái đuôi đằng sau rút e mũ x thì còn lại đáng lẽ là x cộng 2 nhưng mà bị trừ, bị dấu trừ á nên mình sẽ thành là trừ x trừ 2. Tất cả đem chia cho e mũ x bình phương. Rồi đơn giản được không? Ở trên tử có em mũ x, ở dưới mẫu cũng có em mũ x, nhưng mà nó bình phương thì mình đơn giản bớt đi. Đơn giản bớt đi thì mình sẽ được cái gì? Được gì tiếp vậy Doanh? Đơn giản em mũ x đi Doanh. Dạ thưa thầy là được e mũ x thầy. Bây giờ trên tử còn gì đọc hay ghi? Bây giờ trên tử có em mũ x, ở dưới mẫu có em mũ x bình thì em đơn giản được cái gì? Trên tử sẽ còn cái gì? Dạ thưa thầy là x cộng 2 còn em mũ x thầy. Số 1 còn lại chứ. Có nghĩa là mình chỉ đơn giản em mũ x này đi. Thì trên tử còn lại gì? Đọc ra cho thầy ghi nè. Dạ thưa thầy là trừ 1 thầy. Trừ 1. 1 trừ 1. 1 trừ x. Trừ 2 thầy. Phải không? Phải vậy không? Dạ đúng không? Bây giờ thầy hỏi thấy ở giống cái dấu trừ này ở đâu xuất hiện? À trừ 1 trừ x thôi thầy. Tại sao được trừ 1? Em phải tự suy nghĩ được tại sao là trừ 1. Một trừ 2 ra thầy. Ừ, 1 trừ 2 gì vậy? Vậy là tin tử chốt lại cho thầy một lần luôn. Chốt lại đi. Là 1 trừ... Vậy là 1 trừ x. Ờ, trừ 1 trừ x. Trừ 1 trừ x. Còn ở dưới mẫu được cái gì? Ở dưới là e phần x thầy. E mũ x. E mũ x. Đó là đạo hàm đó nha. Rồi ok. Đó tụi em phải tính chắc từng bước như vậy. Rồi bây giờ đạo hàm xong rồi, đạo hàm bằng không. Đó, mình đạo hàm được có nghĩa là mình đã gần đến đích rồi, giờ đạo hàm bằng không nữa thôi. Đạo hàm bằng không thì sẽ được cái gì bằng không? Cái gì bằng không vậy Ái My?
Dạ thầy là trừ 1 trừ x phần em mũ x bằng 0. Chỉ cần cái tử bằng 0 thôi, không cần cái mẫu ra, cái tử bằng 0 thôi. Vậy là x sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng trừ 1. Đúng rồi. Rồi bây giờ đến bảng biến thiên thôi. Đó. Cái nặng nề là cái đạo hàm, cái đạo hàm bằng 0 đã xong xuôi rồi. Giờ bảng biến thiên nè. Bảng biến thiên. Không có điều kiện gì cũng ít hết nên là đi từ trừ vô cực đến trừ 1 cộng vô cực xong. Dấu đi. Dấu cho thầy bên phải sẽ mang dấu gì vậy? Không ngờ. Dạ thầy là dấu trừ. Rồi, trừ. Tại vì trừ ít mà, đúng không? Nên dấu cộng. Lên xuống. Rồi bây giờ thế. Tới những cái bước này là nó gần lắm rồi. Thế vào vế trái. Bây giờ em phải là người chốt cho thầy thế vào cái chỗ nào. Em đọc cho thầy cái biểu thức đó. Đọc cho thầy cái biểu thức mà em sẽ định thế vào. Đọc cho thầy chỗ đó đi Thanh Hiền. Dạ thưa thầy là x cộng 2 phần em mũ x ạ. Đúng rồi, cái mà thầy đóng khung ở trên đó. X cộng x cộng 2 phần em mũ x. Bây giờ trừ vô cực thì sẽ bấm sao để hiện? Dạ thưa thầy là trừ 10 mũ 8 ạ. Trừ 10 mũ 8. Trừ 10 mũ 8 bằng nó hiện max error. Vậy giờ sao giờ? Đến chỗ này mình mới để ý. Tại sao mình khi mình bấm bình thường mình bấm trừ 10 mũ 8 cái nào cũng được hết trơn, tại sao đến bài này bấm không được? Là nó do cái e mũ á. E mũ bình thường mình bấm những cái kia là bấm bậc 2 bậc 3 là thoải mái. Nhưng mà đến cái e thì máy tính nó không có hiểu nổi. E mà mũ mà 2000 là máy đã tính không nổi rồi. Bây giờ mình cho e mũ trừ 10 mũ 8 là quá lớn, máy nó tính không nổi. Tính không nổi nên bây giờ gặp những bài mà có mũ á thì trừ vô cực chúng ta ghi chú lại những cái bài mà có hàm số mũ nha. Nếu có a mũ x thì trừ vô cực mới cộng vô cực, chúng ta không bấm giống như đó giờ nữa. Bấm trừ 10 mũ 8 hay là trừ 10 mũ 10 gì máy nó cũng không chịu nữa. Chỉ bấm trừ 100 thôi. Tại vì máy tính của mình bộ nhớ nó rất là ít, nó chỉ chịu nổi khoảng 2 mũ 100 thôi. Chứ 2 mũ 1000 mà nó đã tính không được rồi. Em phải hình dung kiểu này nè. Mình phải hiểu máy tính thì mình sử dụng nó mới được. Còn cái máy tính nữa nó mất tiêu rồi. Gỡ ra mà. Nè ví dụ như bấm 2 mũ 100 thì máy nó vẫn còn chịu nổi. Chứ mà bấm 2 mũ 1000 là máy nó đứng liền, max error liền. Nên là những cái tình huống mà gặp mũ á là chúng ta sẽ không bấm 10 mũ 8 hay là trừ 10 mũ 8 gì nữa trơn, mà chúng ta bắt buộc phải bấm. Nhập lại cái hàm nhé. X cộng 2 e mũ x. Em phải thuộc mấy cái đó nha. Mấy cái này ghi chú nè. Những cái ghi chú này là để cho em làm những cái bài á. Còn nhiều đây. Hôm nay tụi em bấm thử luôn em.
đừng tâm đi, bấm thử đi coi nó hiện ra cái gì là mình quyết định mình ghi. Cái này là hiện ra là ghi cái gì đây? Khi mà thầy bấm trừ 100 á, nó hiện ra trừ 2 cái mấy nhân mũ 10 mũ 45, thì con số này mang ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa là gì Phan? Thanh số mà hiện trên màn hình của thầy nè, đó là số gì vậy? Dạ thầy. Dạ là dạ số dương vô cùng của thầy. Suy nghĩ lại một lần nữa. À, số 0. Suy nghĩ lại một lần nữa. Âm vô cùng. Âm vô cùng. Khi nào mới là số 0? Dạ là trên mũ có dấu âm. Ừ, trên mũ có dấu âm mới là số 0. Còn cái này là gì? 10 mũ 45 là vô cực, thêm cái dấu trừ phía đằng trước nên nó là trừ vô cực. Nhớ nha. Còn khi nào mà cái dấu trừ nó nằm ở trên mũ á, nó mới là 0. Tiếp nè. Bên vô cực nha. Bên vô cực mình bấm 100. Rồi, cho thầy đây là số này là số đại diện cho mấy vị phương vi? Dạ bằng 0. Đúng rồi. 10 mũ trừ đó, nãy vừa mới nói xong, 10 mũ trừ là số 0. Vậy còn chính giữa trừ 1 thì thấy bình thường. Trừ 1 thì ra 2,71. Bây giờ đề muốn là hai nghiệm nè, chúng ta sẽ có trừ vô cực lên 2,71 xuống số 0. Vậy kết quả của chúng ta sẽ là M trừ mấy cái mấy? Lớn hơn 1 bằng 0, bé hơn 2,7. Lớn hơn bằng 0 cũng không đúng. Tại sao bằng 0 không đúng? Tại 0 không phải là số nguyên dương á thầy. Đúng, 0 không phải số nguyên dương. Với đồng thời nó số 0 này chỉ là tiệm cận ngang thôi, nên nó nè số 0 này lên vô cực nên là chúng ta chỉ có như vậy thôi chứ không được bàn. Vậy là chúng ta được mờ mấy với mấy nè? 2, 6, 1 với 2. Vậy thật chất là cái bài này nó không hề khó. Thật với em là bài này không hề khó. Về mặt phương pháp nó đâu có gì đâu khó. Đập vào cái là cô làm. Nhưng mà cái vấn đề mà học sinh không làm được là cái gì? Đạo hàm không được. Quên công thức đạo hàm. Em mà quên MOX đạo hàm là cái gì là em cũng đứng hình. Mà đạo hàm xong em không biết thu gọn thì cũng thua. Là đến lúc mà lập bảng biến thiên á, mấy cái trừ vô cực nè mà không để ý những cái chỗ mà thầy vừa mới nói nè, cái chỗ nè đó, nếu mà không để ý thì cũng bị đứng luôn. Nên là những cái bài như thế này em phải ghi chú cho cẩn thận. Thầy đi rất từ từ chờ cho tụi em đi, và những cái nào trục trặc là để cho tụi em phải là người gỡ nó.
chứ về mặt phương pháp là phương pháp nó quá rõ là nó cô lập, nó đạo hàm, chỉ có cái con đường đi, con đường đạo hàm mình không nhớ thì mình không làm được. Nó là nằm trong đề thi của sở Đồng Nai nên là chúng ta phải học. Thấy không? Hai bài cô lập rồi đó. Câu 44 cũng cô lập, câu 45 cũng cô lập, hai câu cô lập. Một câu cô lập cũng loga. Ý đồ là loga, còn một câu cô lập dính tới mũ. Được không Minh Ngọc? Thầy được thầy. Cái vấn đề là chúng ta phải là người tự tìm ra những cái hướng đó nha, và tính toán là phải coi kỹ lại. Tụi em mà tính toán mấy cái chỗ này mà không vững vàng, sai dấu là thua đó. Nên chúng ta phải cố gắng thôi. Ngoài cố gắng ra không còn đường nào khác. Rồi hôm nào đó khi ôm thầy sẽ cho em làm lại một cái lần nữa nguyên cái đề này luôn. Nguyên cái đề như thế này. Đó là đề 19-20 có một số câu như vậy. Giờ đề năm ngoái là 20-21 chúng ta cũng trích ra một số câu của chương 2 là kéo từ trên xuống nè. Thấy không? Câu 1 là câu mà bắt buộc phải học bài. Mũ nguyên âm với mũ không nguyên nè. Câu 2 là phương trình loga bỏ lóc đội mũ nè. Cứ bỏ lóc đội mũ là làm được. Kéo xuống một vài câu. Bấm máy tính cho thầy câu 14 này đi. Câu 14. Thấy câu 14 chưa? Xử lý cho thầy câu 14. Có ý tưởng gì lắm máy câu 14 không? Bạn nó nói cho thầy thử đi. Em phải là người nêu lên, thầy định hướng cho em bấm máy, nhưng mà bấm như thế nào là em phải là người tìm ra. Đừng nói kết quả, nói thầy cách bấm thôi. Em phải là người suy nghĩ ra được như vậy. Thử nào Kiên. Sao nè, thầy chưa nghe được. gió thổi to quá thầy không nghe được Kiên ơi. Để thầy mời bạn khác nha, tại vì bên kia âm thanh không ổn. Hiếu. Em cũng
chưa ra thì em lấy giờ trong người em bấm, em dò hỏi. Em định bấm như thế nào? Em cứ nói cách bấm của em bây giờ, thầy sẽ hiệu chỉnh cách bấm nha. À thì em bấm như bình thường, em chọn hai số là A với B, là em chọn, em loại hai em chỉ lấy là 3 hoặc 4 thôi. Em lấy A là 3, B là 4 thì em bấm, thì em xem từ kết quả xem nó nhưng nó không ra. Không ra mà. Chắc rồi, tại vì bài này mà em chọn A bằng 3, B bằng 4 là nó sẽ không được. Dạ. Tiếp theo 1 trong 2 để tìm cái đoạn lại. Đúng, Ngọc Anh vừa nói đó. Mình chỉ cho 1 trong 2 thôi. Đối với những bài mà nó có cái dấu bằng này nè, nó có cái dấu bằng này nè, chúng ta chỉ cho 1 trong 2 thôi. Ví dụ như cho A là số 2 rồi xếp số tìm B. Chứ mà mình cho đồng thời cả hai cái thì nó sẽ không thỏa được cái đó. Không, cái đề bài nó sẽ cho một cái mà, gọi là gì, có một cái dấu bằng, cho một cái dấu bằng hỏi cái khác, thì chỗ này chúng ta phải cho một cái là A thôi, xếp xô tìm B. Còn tại sao những bài trước mình lại có thể cho cả A và B? Cho cái A và B là đề bài nó sẽ không có cái cụm này, cụm này nó không có, nó chỉ hỏi là log A B gì đó bằng bao nhiêu luôn. Chứ còn bài này là chúng ta sẽ cho A là xếp số tìm B. Rồi bấm thử cho thầy đi Hiếu. Dạ A, ok thật. Em chọn A mấy? Dạ, em cho A là 3 luôn. A là 3. Rồi em đọc với thầy bấm luôn cho. Dạ, thầy là 4. Mũ lót 2 của 3 bình nhân cho B nhân x bằng 4 nhân cho 3 mũ 3. Rồi sau đó là xếp số. Đó, cái x của mình đó, cái x là 1 phải mấy đó. Cái x này mình làm sao đây? X này chính là chữ gì đây? Dạ, chữ B. À, vậy làm sao mình gắn nó vô phím B đây? Dạ, mình to vô B đúng không? Đúng rồi, to vô B. Máy 570 thì bấm thêm phím shift. Còn máy này thì chỉ có bấm phím store thôi, store B. Rồi, A nhân B bình đúng không? A là 3, hồi nãy em chọn A là 3. B. Kết quả được 4. Những bạn khác được chưa? Em có thể chọn A bằng 2 cũng được, A bằng 2 là xếp sâu cũng được. Rồi câu số 16 cho thầy luôn. Chắc là phải cho thầy làm mấy câu cơ bản này lại cái câu 16 nha. Câu 16 khi đặt T bằng này thì đáp án là gì? Cho em trong thời gian là 1 phút 30 giây 2 phút đi. Bây giờ là 7 giờ 34 đến 7 giờ 36 thầy sẽ hỏi.
có một bạn comment đáp án vậy, những bạn khác như thế nào chúng ta phải cố gắng nhé. Có bạn B, có bạn D, chúng ta phải đầu tư chất xám vào, chúng ta không thể nào mà chờ người khác được, không thể nào chờ được, mình phải là người làm, mình phải ép bản thân mình suy nghĩ. Rất là bình thường thôi, sự thật rất là bình thường, nó không có gì khó chứ. Nhưng mà mình phải làm thì mình mới nắm được, chứ mà mình chờ, mình chỉ có chờ đáp án thôi là mình sẽ không tiến bộ được. Tất cả đánh vào ô chat cho thầy luôn. Những câu này dư sức tụi em làm á. Tất cả đánh vào chat hết. Cứ làm gì thì ghi cái đó thôi, mình không cần giống người ta, mình làm được gì mình ghi đó. Có bạn B, có bạn A, những bạn khác thì sao? Để em phải chốt được cho thầy. Thầy công thức giải hết trơn rồi, đến giờ này là mình phải là người làm cho được. Vậy là đến bây giờ này vẫn còn 50-50, là có một số bạn chọn B, một số bạn chọn A. Lộc làm con này cho thầy đi Lộc. Dạ cái đầu tiên thì là 4T bình này. Cái kia em tách ra hành là log 2x cộng cho log 2 mũ 8 cộng 3. Dấu gì đằng trước này? Dấu trừ này. Trừ. Thì là 4T bình trừ cho T cộng cho 6. Là em chọn phương án B. Rồi đây là một cách. Rồi một cách nữa cho thầy. Muốn em phải là người là Hoàng làm cho thầy đi Hoàng. Dạ thầy, là em ghi cái chương trình một ra, xong rồi em tách cái logarit
của 2 8x thành logarit cơ số 2 của 8 cộng logarit cơ số 2 của x đóng mở ngoặc cộng cho 3 bằng 0. Dạ xong rồi em 4 logarit của 2 x trừ cho 3 cộng logarit 2 của x ra cộng 3 bằng 0. Dạ, đóng mở ngoặc cái chỗ 3 dưới 5. Dạ. Xong rồi xuống dưới là 4 logarit của 2 x bình trừ cho 3 logarit cơ số 2 của x cộng 3 bằng 0. Đọc lại cho thầy là nó trừ cho 3 là gì nữa? Dạ, trừ cho 3 xong rồi trừ logarit 2 của x cộng 3 bằng 0. Dạ, xong rồi 4 logra cơ số 2 của x bình trừ logra cơ số 2 của x bằng 0. Dạ, xong rồi em đặt t bằng logra của logra cơ số 2 của x. Đúng rồi. A, đáp án A. Vậy bây giờ tụi em phải là người chốt cho thầy. Bây giờ giữa cách làm của câu B, cách làm để ra đáp án B màu đỏ với lại cái màu xanh, em sẽ chọn cách làm nào và vì sao? Doanh doanh chọn phương án ở nào doanh doanh? Dạ thưa thầy là em chọn câu A thầy. Em sẽ chọn cái mà bên dưới. Thì anh chọn đây. Phi Long chọn cái nào Phi Long? Câu B ơi. Phi Long chọn B. Mỹ Ngọc. Dạ em chọn câu A. Chọn A. Không Ngọc. Em cô B ạ. Quân chọn nào Quân? Dạ cô A thôi. Cô A. Dạ Lộc nè, Lộc chọn cái nào Lộc? Chọn cái A thôi. Tại sao vậy? Nãy mình làm B mà sao giờ mình lại làm A? Giờ mới nhớ là ấy kia thầy ơi. Ấy kia là ấy gì? Ấy cái ngoặc thầy. Ấy cái ngoặc. Ấy cái ngoặc có quan trọng không? Dạ có thầy. Có. Cái ngoặc vô cùng quan trọng. Dính cái dấu trừ đằng trước này nè. Mà mình không đóng mở ngoặc là mình sẽ ngay lập tức bị rơi vào cái đáp án 7. Này sai nè. Lý do là sai vì sao? Chúng ta phải ghi cái quan trọng nhất là chúng ta phải ghi cái sai là sai là thiếu ngoặc là cái sai. Nếu mà người ta có cái dấu trừ phía đằng trước đó, người ta cố tình bẫy vô đó luôn mà, người ta cố tình luôn. Nên mình phải là người gọi là gì? Bình tĩnh, sáng suốt, phát hiện được. Nên phải là câu B, xin lỗi, phải là cái phương án bên dưới đáp A này mới đúng nè. Đó, những bạn nào mà chọn B thì chỉnh lại cách làm cho thầy nha và ghi chú lại là thiếu ngoặc. Rất là may mắn là bây giờ mình làm mình phát hiện được. Đó, mình phải có cái sự may mắn như vậy, mình phải. Chứ mà nếu mà bây giờ mình không làm, mình không tự làm mà thực sự làm những cái này mà thầy cứ nói cho em biết là em không nhớ đâu. Thầy cứ nói cho em biết em nhớ, em phải là người tự nhận thấy được đó, thì sau này em mới nhớ lâu được. Thường là vậy, người lớn người ta nói là đi cái đường đó nguy hiểm á, đi coi chừng vấp cục đá á, thì mình nghe lần đầu mình nhớ nhưng mà lần hai mình hay quên lắm. Nhưng mà để cho em tự đi, em vấp em té rồi thì em sau này em sẽ nhớ nó kỹ hơn. Đó là lý do vì sao phải yêu cầu cho em tự làm.
cứ tự làm đi, tự làm đi rồi sau này mình sẽ là người nhớ nó tốt, tốt trong phòng thi. Đó, những cái kinh nghiệm như thế này là rất là tốt cho mình luôn á, mình cứ nhớ là đây là những kinh nghiệm xương máu rất tốt cho mình. Đấy, vậy là chắc là phải cho em làm một lần nữa về cái này rồi. Định là không làm nhưng mà không nghi nghi nên làm lại một lần nữa cái này. Câu 18 với câu 19 nha. Những cái hoạt động như này nó rất là vui, nó giúp cho tụi em phát hiện được những cái mà tụi em còn cảm thấy chưa ổn, nên cứ làm thoải mái. Câu 18 với câu 19 nha, làm với cái tâm trạng là cẩn thận, coi chừng sạch bẫy, sạch hố. 18 với 19 á. Mấy cái bài sai dấu như vậy người ta cài đó nha, sở giáo dục cài đàng hoàng, người ta cố tình hết đó. Tất cả đều là cố tình hết đó. Rất là may mắn là hôm nay mình có làm sai, rất là may mắn chỗ đó, có sai để sau này nhớ. Cho tụi em đến 7:52 nha. Tất cả đều phải làm nha. Ai cũng phải đánh lên ô chat cho thầy đủ hết. Làm sao cũng được miễn có làm. Cứ mạnh dạn đưa đáp án của mình lên nhé, không có phải sợ gì đây hết, đừng có để cái tư tưởng sợ ở đây. Chúng ta làm, chúng ta gọi là phân tích vấn đề, thấy được chỗ nào mà mình còn chưa ổn để mình nhớ lâu, đó là cái mục tiêu duy nhất của những cái hoạt động này.
đánh giá nó nào, đánh giá nó nào. Đừng ngại sai. Học được từ cái sai nó nhiều hơn học được từ cái đúng đó. Lúc nào cũng vậy. Ngày xưa sách người ta có thường có một cái hoạt động người ta gọi là gì, người ta đưa ra một cái bài giải, người ta kêu học sinh tìm lỗi sai trong đó, những cái hoạt động ngày xưa đó. Còn sách bây giờ bỏ mất những cái đó rồi. Tại vì sao biết không? Tại vì cái trắc nghiệm đó, nó làm mất những cái hoạt động đó. Nhưng mà những cái hoạt động tìm lỗi sai trong một bài giải nó rất là hay. Nó giúp học sinh hiểu sâu vấn đề. Này là 19 đó phải không? Chúng ta có hai câu, chúng ta đánh thứ tự nha, đánh thứ tự để cho thầy dễ kiểm soát cái gì. 18 là gì, 19 là gì nha. Cứ đánh đi, ai làm cái gì thì đánh cái đó. Mình cứ đưa sản phẩm của mình ra thôi. Không có gì nữa ngại hết trơn. Ở đây không có ai đánh giá, không có ai cười mình đâu đó. Ai cũng như ai chơi, ai cũng là đóng đóng quá trình ăn là học, nên cái tất cả đều ngang nhau hết. Những gì mình đưa lên là đều giúp đỡ cho bạn bè cả. Rồi một bạn làm như thầy ha, hơi thoải mái. Nhung làm cho thầy câu này. Nhung em làm sao, cứ nêu cách của em thôi. Dạ tách cái ba mũ 2x chia cho 3 mũ 1 cộng cho 3 mũ x nhân 3 mũ 1 trừ 12. Rồi tương đương t bằng chi 3 cộng cho 3t trừ 12 có ngoại cái 3t trừ 12 cái nào 3t trừ 12 đóng mở ngoặc này. Ok xong rồi ở dưới tương đương cho t bình bằng trừ 9t. T bình bằng 9 T bằng trừ 9 T cộng cho 36 này. Tương đương cho T bình cộng 9 T trừ 6 D. D rồi ok. Có bạn nào khác không? Mình cứ đưa lên thôi để mình cùng học hỏi. Thì trả lời cảm ơn chỗ của bạn Nhung ha. 18 Huy, Huy nói cho thầy thử cách làm 18 của Huy đi Huy. Em làm giống bạn mà tại vì em nhìn nhầm dấu. Nhầm dấu, ok. Vậy là Huy giống bạn. Cảm ơn em. Thật sự là thầy cần những người dạy khác. Các bạn nào làm khác câu 18 này không? Khác thì cứ mạnh dạn nói. Hồng Ngọc làm giống hay khác nào? Dạ giống thầy. Mỹ Ngọc? Dạ giống thầy. Minh Ngọc?
Thật sự 18 như này là rất là chuẩn rồi đó. Mà thật sự thì vẫn muốn là nếu mà các bạn nào khác thì cứ mạnh dạn nói lên. Bạn làm hoàn toàn đúng rồi đó. Câu 19 ha. Đó, nếu mà em học đúng công thức, em cứ mạnh dạn là đâu đó nó đúng hết rồi. 19. 19 một bạn làm nha. Em dạ đây. Hương đi Hương. Hương ơi. Nhớ các bạn không mà. Không lát là sao nhỉ? Không có Hương hay thôi, tạm gọi bạn khác. Hân, Hân làm sao Hân? Mẹ Hân kêu sao nhỉ? Dạ, mẹ cũng không mất. Hương, Hương có micro không Hương? Cần bạn nào có mic nói. Thanh đi Thanh. Dạ thầy. Nói cho thầy. Em làm sao em cứ đọc. Dạ là ban đầu em cho lóc. Em đọc, đọc bài làm của em. 2x lớp cả bình cộng cho lớp 2 mũ 2. X mũ 3 cộng cho 7. Đây là lớp. Lớp 2x mũ 2 cộng cho tổng mũ là lóc 3 phần 2 lóc 2 x trừ 7 đặt t thôi. T bình cộng 3 phần 2 t trừ 7 và 2 t bình cộng 3T trừ trừ 14 các bạn đáp án của em là gì? Câu A. Câu A. Rồi đây là bài của bạn Thanh ha, chúng ta cứ thoải mái đây. Amy, Amy có làm giống bạn Thanh không Amy? Giống rồi à. Các bạn nào làm khác không nha? Hay muốn thử các bạn làm. Nhất Huy có khác không Huy? Dạ giống thầy. Dạ. Doanh Doanh. Dạ giống thầy. Đáp án là đúng rồi đó. Chính xác rồi đó. 19 he. Thì muốn tụi em phải là người nhận xét, tự đưa ra được những nhận xét như vậy. Không, tại vì những bài này nó chỉ là gì, nó yêu cầu mình là gì, quy đồng thôi. Rồi, hôm nay chúng ta tới đây, rồi bữa sau là chắc sẽ ôm phần hình trong mấy cái đề.